mua chợ được con trăm ốc luôn. Tàu này chắc khủng rồi quý vị, cá hồ câu cũng nhá. Ui trời ơi, quá hấp luôn. Quá nhiều à. Quá nhiều quá. Cái quậy nghe đã rồi chú gì. Ui trời ơi. Ôi trời, ta chìm to hết rồi. Chìm rêu rồi chứ gì. Chìm chắc bao ký gì ạ. Cá to này, cá hồ câu của chú gì. To hết rồi. Thôi rồi, có cái chim. Ôi trời ơi. Cũng lạnh. Ôi chim à. Ôi trời ơi, bạn. Mùa này là con đỡ, mùa này chắc nếu có mồi mấy, chậm câu hết rồi. Cái cha rồi, cái cha con còn to rồi cô chú gì. Quá khủng luôn. Đây, tổ nái không? Ơi là đòn. Rồi chạy. Một lần hai lần vậy. Chạy. Đổ như tấm thớt. Như cái tấm thớt. To phết. Đúng rồi. Mời đếm. Đập đá chạy bộ. Cái gì là nó vô xe không á.
đủ xe chạy chạy xe ai sợ cái lồn vậy, 100 ngàn là đủ má. Vô Vĩnh Cửu vòng qua bên kia là đủ. Vô Vĩnh Cửu cho bắt à. Đây là sao có đi, nhớ đi qua đường Vĩnh Hằng cái luôn nha. Bây giờ đang nằm đó luôn. Rồi đây chị có thêm nè. Ây da.